Vâng, xin chào các bác ở bên kênh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua road bike full carbon mới về bên em. Rất nhiều ông hỏi em về những dòng xe đua cao cấp mà full carbon, thì nay em về chiếc Gautilu full carbon Group Sora. Xe có tông màu chủ đạo là tông màu đen và xanh trên khung xe. Và bây giờ xin mời nhà giới thiệu hoạt động của xe. Vâng, cái mẫu bicycle Gautilu Sticker, đây là mẫu đầu tiên về bên cửa hàng bên em. Thì qua em quá tìm hiểu của bên em thì có trong những dòng xăng red chính hãng của bên thị trường châu Âu. Đây, có trang bicycle US và trang của bên Mỹ đây. Cũng đang giao bán chiếc Gautilu và màu xanh đen. Cross bike carbon. Còn màu bên em nó cũng là màu xanh đen, màu xanh đậm hơn các nhá. Đây là trang web chính hãng của xe bên thị trường bên kia đây. Vâng, đây là mẫu Gautilu Sticker, mẫu đầu tiên về bên cửa hàng bên em, khung full carbon với tông màu xanh đen, dành cho bác ưa thích những tông gam màu tối. Thì trong như em vừa giới thiệu trên video trước thì những cái website chính hãng của bên thị trường châu Âu là có bán trước dòng sticker Gautilu. Đây là mã sản phẩm và website chính hãng của xe, cũng còn trên khung xe. Đây là những dáng nó nhé, không có để nguyên, chưa cọ đi đâu. Tem của xe, nguyên bản của xe full carbon. Với lớp sơn màu xanh đen kiểm chỉ xanh trên khung xe. Xe chạy tại dây ươm sườn. Đây là một cái mẫu sticker khá là phổ biến bên thị trường châu Âu. Bên thị trường châu Á thì cũng rất là ít sử dụng. Đây là cái tem của nó nhé, nó cọ đi là hết, không phải bị xước đâu. Cổ phốt ghi đông chính hãng nguyên bản theo xe. Sử dụng cái tay lắc R9 Micro R9. Bên phải em được sử dụng cũng là bên tay lắc R9. Tay lắc bấm. Càng carbon của Gautilu. Nguyên bản theo xe. Mayo Shimano. Thường các bác biết những dòng xe road bike em giới thiệu thì thường sử dụng với cụm phanh 3 mảnh. Thì chiếc xe Gautilu này được sử dụng kết hợp giữa dòng road bike và dòng touring. Được sử dụng với cụm phanh đĩa đằng trước. Vành to, vành bản to nhé. Vành bản là 5 phân. Sử dụng lốp Canada. Kích thước lốp 700x23C. Xe đua Gautilu về cửa biến động bên em, kết hợp giữa dòng xe đua và touring. Được trang bị với phanh đĩa. Kết hợp cấu tạo giữa hai dòng xe đua và touring. Hộp yên nhôm. Yên nguyên bản theo xe. Yên xe có cái miếng phản quang theo xe thì nó phải nguyên bản theo xe vẫn nguyên. Đùi đĩa trục rỗng. Sử dụng với gạt đĩa Shimano Sora. Đùi đĩa 2 tầng. Củ đề sau được củ đề Shimano Sora. Trang bị với 9 tầng lip. Mayer sau là Mayer của Shimano. Trước sau là sử dụng cái cụm phanh đĩa nhá, rất là mới. Đĩa trước và đĩa sau rất là mới lại của dòng xe đua. Bây giờ xin do cho con đứng của khung xe. Chiếc con đứng của khung xe là size 55.
Chiều ngang là size 52. Cho size M thích hợp các bác nào từ 1m7 đổ lên đi vừa. Sử dụng với gạt đĩa và củ đề Shimano Sora. Trang bị 9 tầng lip. Lên lip đi. Xuống lip. Và rất là dễ dàng sử dụng cho các bác, tay lắc và bấm xả trên bên tay luôn. Bên phải em là đuôi sụp rỗng. 2 tầng, xuống đĩa. Lên đĩa. Sợ chân chu vượt mà. Mẫu đốt 3 sử dụng cụm phanh đĩa trước và sau. Đầu tiên là bên em. Khung khung carbon. Vậy vừa là anh đánh cho tổng thể xong chiếc xe Gatuli. Tông full carbon với tông màu xanh đen và xe trang bị với củ đề và gạt đĩa Shimano Sora. Vành bản tông bạch to các nhá. Và xe nó rất là mới. Xe giá rất tốt anh em là 9.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là có thể liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe. Mình đăng ký theo kênh. Một hẹn gặp trên ngày mai.